Hiện tại, Jennie Blackpink đang ở Los Angeles, Mỹ. Chưa biết nữ idol đi Mỹ để du lịch hay vì lý do công việc. Thế nhưng mới đây nhất, cô đã đi chơi Halloween vui vẻ cùng hai chị em DJ kim fashionista nổi tiếng Simi và Hey Kakra. Dù là đi chơi Halloween, thế nhưng các cô gái không hề lên đồ hóa trang lồng lộn mà chỉ mặc quần áo bình thường. Trong khoảnh khắc lướt qua ngắn ngủi có thể thấy, Jennie rất vui vẻ bên cặp chị em Simi và Hey. Thế nhưng cũng trong khoảnh khắc này, cô lại để lộ body thấp bé nhẹ cân, lọt thảm trước bộ đôi It's Girl Trung Đông nổi tiếng thế giới. Là thánh body đình đám của K-pop, nhưng chiều cao lại không phải là lợi thế của Jennie. Đó chính là lý do trông cô bé nhỏ lọt thỏm khi đứng với những ngôi sao quốc tế. Jennie là một trong những thành viên được chú ý nhất Blackpink. Không chỉ gây ấn tượng với tài năng âm nhạc, ngoại hình cuốn hút, cô nàng còn có gu thời trang và phong cách đặc biệt, đủ để khiến những gì khoác lên người Jennie đều thành trend. Mới đây, cô nàng đã chính thức tậu về chiếc iPhone mới cóng. Mặc cho nhiều lời bàn tán của netizen Hàn về việc các cô nàng Blackpink quay lưng cùng Samsung, Jennie vẫn nối tiếp Jisoo và Rose tậu về chiếc iPhone 13 Pro Max mới nhất từ nhà Apple. Phiên bản màu mà cô nàng lựa chọn là màu mới từ Apple với tên gọi Sierra Blue. Dạo gần đây, fan mới phát hiện ra Jennie từng đăng loạt ảnh vô tình để lộ Love Saram với một siêu sao bóng đá thế giới. Chẳng là vào tháng 12 năm ngoái, nữ idol YG từng đăng cả loạt hình xinh xắn trong bộ đồ tím chỉ với background cùng tông màu. Trùng hợp thay, netizen Hàn thấy rằng siêu sao bóng đá Zinedine Zidane cũng từng diện trang phục na ná và tạo dáng với những món đồ tím liệm tìm sim. Chưa kể cả Jennie lẫn Zidane đều chụp chung với thú cưng. Ai cũng biết, đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng sự giống nhau đến bất ngờ của cả hai vẫn khiến dân mạng cảm thấy thú vị. Hai ngôi sao bắn đại bác cũng không đến, chẳng có chút liên quan gì đến nhau, lại trông như đang khoe ảnh Love Saram, khiến netizen bật cười nghiêng ngả. Không chỉ Jennie mà Lisa cũng là thành viên được netizen quan tâm khá nhiều. Sau gần 2 tháng sau khi phát hành lần đầu tiên, bản solo Beside Money của Lisa vẫn đang leo hạng trên bảng xếp hạng chính thức của Vương quốc Anh, thường được xem tương đương với bảng xếp hạng Billboard của Hoa Kỳ. Sau khi lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức ở vị trí thứ 81 vào đầu tháng này, Money đã tăng đều đặn trên bảng xếp hạng trong 4 tuần liên tiếp, lên đến thứ hạng cao hơn sau mỗi tuần trôi qua. Trong tuần từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, Money đã vươn lên vị trí thứ 46 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức, tăng 8 hạng so với vị trí thứ 54 của tuần trước. Với thành tích này, Lisa hiện đã trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên, từng có một bài hát trong 4 tuần trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh. Nghệ sĩ K-pop duy nhất trong lịch sử xếp hạng một bài hát lâu hơn là Psy, người đã đạt được thành tích cuối cùng với bản hit năm 2013, Gentleman, đã giành 19 tuần trên bảng xếp hạng 8 năm trước. Trước đó, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin về việc Lisa Blackpink sẽ tham gia một sự kiện tại quê nhà nhân dịp đón năm mới 2022. Cụ thể vào ngày 24 tháng 10, ông Pipat Ratchakitprakarn, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan cho biết Lisa đã xác nhận tham gia sự kiện đếm ngược đón năm mới 2022 tại Phuket. Ngân sách trung ương sẽ chi khoảng 100 triệu bạc, gần 70 tỷ Việt Nam đồng cho việc này và chuẩn bị xem xét ký hợp đồng. Thông báo của YG được viết bằng hai thứ tiếng với nội dung: "Chúng tôi rất biết ơn và vinh dự khi nhận được đề nghị, nhưng không may là Lisa không thể tham dự sự kiện. Chúng tôi hy vọng sẽ không có sự hiểu lầm nào. Xin cảm ơn." Một trang tin tức lớn tại Thái Lan đưa tin vào ngày 24 tháng 10, ông Pipat Ratchakitprakarn, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan cho biết Lisa Blackpink, Andrea Bocelli đã xác nhận tham gia sự kiện đếm ngược đón năm mới 2022 tại Phuket. Ngân sách trung ương sẽ chi khoảng 100 triệu bạc, gần 70 tỷ đồng cho việc này và chuẩn bị xem xét ký hợp đồng. Trái ngược với hành động đòi lại công bằng khi YG hạn chế hoạt động của Lisa, lần này fan lại quay xe cho YG 10 điểm. Lisa không tham gia là đúng, chính phủ bỏ ra mấy chục tỷ đồng để mời Lisa, nhưng bên đó đang lũ lụt dịch bệnh. Thêm nhóm nhạc nổi tiếng của Thái bảo sao không mời họ để tiết kiệm chi phí. Các fan Thái nói đây là điều tốt vì sự kiện này có liên quan đến một số vấn đề chính trị phức tạp. Lần đầu công ty từ chối sự kiện cho idol mà phải cảm ơn rất nhiều, lần này cho YG 10 điểm chất lượng.